Thưa quý vị và các bạn, thông tin huấn luyện viên trưởng Việt Nam Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau khi hợp đồng đáo hạn ngày 31 tháng 1 năm 2023 đã khiến cho toàn bộ người hâm mộ nước nhà cảm thấy bàng hoàng, hụt hẫng. Đến với bóng đá Việt Nam từ năm 2017, trong 5 năm phụ trách các đội tuyển quốc gia và U23, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn ở không chỉ khu vực mà còn cả châu lục. Trước những thắc mắc băn khoăn của dư luận, ngày hôm nay 17 tháng 10, phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức có phản hồi xung quanh câu chuyện này. Theo thông tin từ trang chủ của VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ kết thúc hành trình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 sau khi hợp đồng của ông với VFF kết thúc. Cả hai bên đều quyết định chấm dứt mối lương duyên sau hơn 5 năm và sẽ không ký tiếp hợp đồng. Quyết định trên đồng nghĩa với việc giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo với cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ là giải đấu AFF Cup 2022 vào tháng 12 tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park đã đi đến thống nhất là sự thấu hiểu lẫn nhau và mong muốn một tương lai phát triển thịnh vượng cho đôi bên. Dù kết thúc quan hệ hợp đồng, nhưng cả hai bên vẫn sẽ giữ mối quan hệ đối tác thân thiết, cùng hướng tới mục tiêu phát triển của bóng đá Việt Nam. Đại diện VFF cũng cho biết thêm, việc kết thúc hợp đồng lần này là ý nguyện của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ông Park muốn tập trung nhiều hơn vào công tác đào tạo trẻ và phía VFF cũng tôn trọng quyết định của ông. Từ khi gắn bó với Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam giành á quân U23 châu Á năm 2018, hai lần giành huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021 đội Olympic giành hạng tư ASEAN 2018, số đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết của ASEAN Cup 2019 và vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Xung quanh những khoảng trống mà huấn luyện viên Bắc để lại, đại diện VFF cũng cho biết thêm, hiện nay đang tìm kiếm người thay thế huấn luyện viên người Hàn Quốc. Có những ứng viên rất đẳng cấp trong danh sách người sẽ thay thế ông Park tuy nhiên thì đây mới là quá trình tiếp xúc ban đầu vff vẫn cần rất nhiều thời gian để có thể xem xét các lựa chọn